con của con của con của là của cái đó cái hả? Ngày mới tính vlog chào chú cô chú anh chị, chào các bạn luôn. Bữa nay mình với mấy đứa em đi sờ ba khía nha các bạn, thủ đồ nghề hết các bạn nha. Hai đi hai ba người các bạn nha. Nhớ xem quê cho một like và chia sẻ một lượt ký nha, đi theo Tấn nha. Đây này đi soi ba khía đêm nha cả nhà. Bắt đầu mình đi cùng mấy em đó, con đâm con đập chết luôn ta, đập á, đập nhái các bạn đó. Mình đi đâm đi bắt ba khía bắt nhái luôn, đi nhái rồi chơi bực cỏ các bạn. Biết nào cây ấy của khí hả? Nó mềm quá vậy. Xô em đây nè. Các bạn một con một con nữa là hồi mình đi hồi mình quay cho các bạn xem ngày nó xuống dưới đó nè. Kiếm gì ngon không? Kiếm bữa nay mùng 1 tháng 5 mà bắt ba khía như vậy. Phải không vậy? Đi theo Peter nè, vô bà đi đàng hoàng của bà đó, thì cái có ấy mà không đi nhìn. Ủa chỉ này theo lẽ cho nó ngắn lại chút nữa, nó hơi dài quá, cái cây sắt á. Có bắt hả? Cây quá trời. Ồ. Nhìn con rồi. Chỉ có khía luôn hả? Khía luôn. Đây. Chỉ có coi á. Chuồng xuống
ngon các bạn. Nó bắt một hồi như như đây rồi ăn chút rồi. Mới đi con chút. Ừ, ở đây kiến vàng không đâu. Tối mà nó không ngủ nó kiến vàng này. Ồ con ngồi tọt con không nhỏ nhỏ. Từ từ chí ơi, đợi Peter đi. Tiếng vàng nhóc về thôi. Ủa nó bu nhóc kìa. Tiếng vàng còn hơn gì nữa. Ừ, tiếng vàng đêm nó ngủ. Ờ nó trên một bè thôi. Dạ. Để xong hồi nó lên nữa hả? Và khía này không được lớn lớn như này đó, nhỏ nhỏ cái gì thiếu gì bờ của ngay chỗ giáp nữa đó nhiều. Con nhái nhỏ này. Nước sắc hả? Ủa, nước sắc đi không nằm dưới hang.
có mồi nữa. Quá trời nữa, cũng luôn chỉ đơn chút. Thằng lỗ đó đó, con nó hơi nhỏ. Nhỏ khí mà được. Nhật lớn hả? Nhật lớn này gà. Nhà đây con là tôi. Kìa kìa, cho đèn có hai kìa. Đó đó đó. Đi qua đi lại nữa, ba con khía này đang tập thể dục cái gì. Lẹ đó. Đây nữa kìa. Đi tới nữa. Đó, nó đèn sáng lắm. Đó, đi nữa đó, ở dưới đất á, dưới nước kìa, cặp mé nãy đó kìa, dính ở đó kìa, từ đó rồi, đèn đi lên chút nữa, đó, lên chút nữa, đèn sáng quá nó bị chá mắt, sáng quá thì bẹt. Khu này dắt ở trong ổ dắt khu nhiều lắm ha. Không có à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhỏ nhỏ không bự bự hả bác, nhỏ để cho nó dưỡng lại đi. Ủa ai gọi bển nữa kìa, mình tổng kết cho các bạn xem thành quả bắt tối giờ luôn, quá trời luôn, quá trời, cái cạn quá các bạn, tại vì cái thao là nhỏ quá nè, nhóc luôn nè, còn mấy con ếch đằng kia nữa, mấy con bụt tọt, quá trời bắt kia luôn. Qua cái mắt băng bự. À, chờ bữa kia luôn các bạn ơi. Cắt chuột nhóc luôn cái gì? Đi theo đường á. Gần vậy nè. Rồi. Rồi. Muốn kết thúc video tại đây nha. Cho một like, một chia sẻ, một đăng ký. Quá trời nhiều bữa kia luôn rồi.